Ai cũng mắc lỗi này khi thắp hương trên bàn thờ thần tài hàng ngày, nên hay không nên theo chuyên gia phong thủy? Dưỡng Quỳnh xin mến chào tất cả quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Phong thủy Gia Cát trực thuộc công ty kiến trúc phong thủy Lộc Tài. Lời nói đầu tiên thì chúc quý vị gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Quý vị thân mến, uống nước nhớ nguồn là truyền thống tốt đẹp từ bao đời nay của con dân Việt Nam. Chắc hẳn chúng ta vẫn nhớ bài thơ đi cùng với ký ức cùng năm tháng, đó là vẫn còn đây những lời ru, vờn bay phảng phất cho dù tháng năm, tổ tiên một nén nhang trầm, nối dòng máu đỏ âm thầm thiết tha. Đã bao năm trôi qua, nhưng truyền thống, lòng thành xin thắp một nén hương vẫn còn nguyên giá trị của nó. Đặc biệt là trong cuộc sống hiện đại, khi mà con người ta muốn cầu lộc, cầu tài, cầu bình an, thì việc dâng lên những nén hương trên bàn thờ thần tài càng quan trọng và có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Và cũng chính bởi vì lý do như vậy cho nên rất nhiều quý vị khán giả đã đặt câu hỏi cho phong thủy Lộc Tài, phong thủy Gia Cát, liệu rằng chúng ta có nên thắp hương hàng ngày trên bàn thờ thần tài hay không? Và để giải đáp những thắc mắc cho câu hỏi này, thì xin mời tất cả quý anh chị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe nội dung chi tiết dưới đây với sự trợ duyên và tư vấn bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia phong thủy hàng đầu. Từ ngàn đời nay, việc thắp hương lên bàn thờ là tập tục tín ngưỡng đã có từ lâu đời, bắt nguồn từ Trung Quốc lan truyền sang và ảnh hưởng tới nền văn hóa Việt Nam từ thời cổ xưa. Thắp hương mang ý nghĩa sâu sắc, đầu tiên là làm cho tâm hồn an yên, tự tại, trầm lặng trước bàn thờ. Mọi xô bồ của cuộc sống được gác lại sang một bên, tâm tư thoải mái, cầu khấn những điều mong mỏi. Thứ hai là việc thắp hương sẽ mang đi thông điệp cầu khẩn của con cháu tới các bậc gia tiên, thần Phật, chứng giám cho lòng thành của mình theo hương thơm lan tỏa khắp mọi nơi. Những lời cầu nguyện ước ao sẽ giúp lòng người có điểm tựa để hướng tới những điều tốt đẹp hơn, hy vọng về một tương lai tươi sáng, nơi những điều cầu khấn sẽ được trở thành hiện thực. Ngày nay, không ít gia đình hiện nay có thói quen thắp hương vào sáng sớm mỗi ngày trước khi đi làm và buổi tối sau khi trở về nhà. Bởi nhiều gia chủ tâm niệm rằng việc thắp hương và mỗi nén hương là thể hiện tấm lòng thành kính, biết ơn đối với ông bà tổ tiên thần Phật trong gia đình, đặc biệt là hy vọng một ngày mới tốt lành, buôn may bán đắt đối với các hộ gia đình làm ăn kinh doanh. Dù vậy, việc thắp hương lên bàn thờ hàng ngày hiện nay vẫn nhận được khá nhiều ý kiến trái chiều và chưa có được một thống nhất chung. Quý vị thân mến, trao đổi về vấn đề này, có nhiều bạn trẻ mới lập gia đình ra riêng, mới có con nhỏ chia sẻ với chương trình. Trước ở chung với ba mẹ, thấy ba mẹ thắp hương sáng tối, nhưng em sợ mùi nhang. Vì mùi thơm vừa hắc vừa cay mắt, sợ con bị ảnh hưởng sức khỏe. Vì nghe bảo làm nhang cũng có hóa chất độc hại, vậy nên từ khi ra riêng cũng có bàn thờ ông táo và thần tài thổ địa nhưng lười và ngại thắp. Có khi mỗi tháng thắp đúng một cây vào ngày rằm. Mà nhớ thì thắp, quên thì thôi, nên mua bó nhang xài hoài không hết. Theo quan niệm này, chúng ta có thể hiểu, đối với hộ gia đình không làm ăn kinh doanh buôn bán, thì việc thắp hương hàng ngày không quá quan trọng. Tuy nhiên, với những người làm ăn kinh doanh thì nó lại là việc vô cùng cần thiết. Bởi lẽ thắp hương lên bàn thờ thần tài ông địa là việc làm mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, gửi gắm niềm mong ước vạn sự tốt lành, cát lợi. Thế nhưng, có nên thắp hương hàng ngày hay không lại là điều không phải gia chủ nào cũng tìm được đáp án phù hợp và đúng chuẩn cho riêng mình. Theo quan niệm thờ cúng hiện nay, thắp hương hàng ngày là việc của gia chủ nên làm. Tuy nhiên, nếu gia chủ bận bịu và không thể duy trì thói quen này hàng ngày, thì chỉ cần thắp hương vào những ngày rằm, mùng 1 lễ Tết với hoa quả, dâng lên ông bà tổ tiên để thể hiện lòng thành kính của mình là được. Ngược lại, nếu có điều kiện về thời gian, các gia chủ vẫn nên thắp hương hàng ngày. Nhất là thắp hương lên bàn thờ sẽ làm cho không gian trong gia đình trở nên ấm cúng hơn, lòng người nhẹ nhàng và an yên hơn. Ngoài ra thì thắp hương vào mỗi buổi sáng cũng là niềm hy vọng một ngày suôn sẻ, vạn sự bình an, buôn may, bán đắt. Một lưu ý quan trọng đối với các gia chủ chỉ thắp một nén hương. Bởi theo quan niệm thờ cúng trong dân gian, số nén hương được thắp là một trong những yếu tố mang nhiều ý nghĩa tâm linh khác nhau. Theo đó, thắp một nén hương là sự bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với ông bà tổ tiên và các vị thần Phật. Đồng thời khi thắp, các bạn phải thắp bằng hai tay để không thể hiện thái độ bất kính vô lễ đối với bậc bề trên và các vị thần Phật cao quý. Thưa quý anh chị, thắp hương vào lúc nào trong ngày, dù là ngày lễ, ngày Tết, ngày rằm hay mùng 1 hay thậm chí là ngày bình thường, cũng chính là câu hỏi của nhiều gia chủ quan tâm hiện nay.
bởi lẽ thắp hương vốn là một tập tục lâu đời, đã xuất hiện và tồn tại trong tín ngưỡng văn hóa của người Việt hàng ngàn năm nay. Vì vậy, mỗi khi nén hương được thắp lên cũng là lúc sợi dây tâm linh giữa hai thế giới âm dương được kết nối sâu sắc. Với ý nghĩa thờ cúng tâm linh đặc biệt này, các gia chủ nên chọn thời gian thắp hương tốt nhất, đó là vào mỗi buổi sáng sớm và mỗi buổi chiều tối. Bởi việc khởi động ngày mới bằng một nén hương thắp lên bàn thờ gia tiên sẽ khiến cho gia chủ cảm nhận được ngày mới an lành và tràn đầy sức sống hơn. Tương ứng với đó, thắp hương vào mỗi buổi chiều tối để kết thúc một ngày làm việc bận rộn cũng sẽ giúp cho tâm hồn con người trở nên bình an, bớt lo âu, áp lực và mệt mỏi. Theo đó, thắp hương hàng ngày là việc gia chủ nên làm và thói quen này mang lại ý nghĩa cũng như giá trị tâm linh rất lớn cho gia đình. Thời gian để thắp hương hàng ngày phụ thuộc hoàn toàn vào thời gian mà gia chủ có thể sắp xếp được. Theo đó, các gia chủ nên thắp hương hàng ngày vào mỗi buổi sáng trước khi đi làm và vào mỗi buổi tối sau khi trở về nhà và nên thắp trước 7 giờ tối. Bởi việc thắp hương muộn sẽ khiến cho những vong linh đang lang thang nghe theo mùi hương mời gọi mà đến quấy nhiễu phá phách gia đình bạn. Do vậy, nếu thắp hương vào buổi tối, gia chủ nên thắp trước 7 giờ tối. Bên cạnh đó, gia chủ cũng cần phải lưu ý, đó là nếu thắp hương vào ban ngày thì chỉ nên thắp một nén hương, bởi thông thường các gia chủ sẽ luôn có thói quen thắp 3 nén hương lên bàn thờ. Mỗi nén hương lại mang những ý nghĩa tâm linh khác nhau, nhưng tự chung lại đó đều là tấm lòng, sự thành kính, ước mong của gia chủ đối với các vị thần. Nếu như thắp một nén hương bày tỏ lòng thành kính biết ơn của gia chủ đối với ông bà tổ tiên, thì thắp hai nén hương thể hiện cho việc tiễn đưa phúng viếng linh cữu người đã chết và đang còn trong thời gian để tang. Còn đối với việc thắp 3 nén hương thì lại mang nhiều sắc thái ý nghĩa hơn. Có rất nhiều quan niệm khác nhau bàn về ý nghĩa của việc thắp 3 nén hương lên trên bàn thờ. Theo đó, nó có thể là một trong những ý nghĩa sau: tượng trưng cho Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng, hay Tam Giới, Dục Giới, Sắc Giới, Vô Giới, và cũng có thể là Tam Thời, Quá Khứ, Hiện Tại, Tương Lai, và Tam Vô Lậu Học, đó là Giới, Định và Tuệ. Tuy nhiên, nếu trong gia đình thờ rất nhiều bát hương và gia chủ có thói quen thắp hương hàng ngày thì mỗi lần thắp chỉ nên thắp một nén hương là đủ. Mỗi nén hương sẽ giúp cho gia chủ thể hiện được lòng thành kính biết ơn của mình đối với ông bà tổ tiên cũng như những người đã khuất trong gia đình và cũng để hy vọng một ngày bình an, thuận buồm xuôi gió trong làm ăn và kinh doanh. Tìm hiểu thêm về những con số được sử dụng cho một lần thắp hương, các bạn có thể dễ dàng nhận thấy người Việt chỉ thắp hương theo số lẻ như 1, 3, 5, 7 mà không thắp theo các con số chẵn. Bởi theo quan niệm phong thủy, con số lẻ là những con số mang lại nhiều may mắn hơn so với số chẵn. Do vậy, quan niệm này theo thời gian đã dần ăn sâu vào tín ngưỡng thờ cúng của người dân Việt Nam. Đặc biệt, các gia chủ cũng nên chú ý tới cách thức thắp hương, đó là phải thắp nén hương thẳng thắn, đồng thời cắm sâu chắc vào bát hương. Lưu ý, tránh để cho nén hương bị cong vẹo làm mất thẩm mỹ. Ngoài ra, trong lúc thắp hương, gia chủ cũng phải luôn có lời khấn vái, báo cáo, cầu xin thần tài, các vị thần linh cũng như là ông bà tổ tiên để nói lên ước nguyện cũng như mong ước của mình và các thành viên trong gia đình. Tự chung lại, quý khán giả có thể nhận thấy một điều rằng, việc thắp hương hàng ngày hay chỉ thắp vào những ngày rằm, mùng 1, lễ Tết đều mang ý nghĩa thờ cúng như nhau. Tất cả thói quen thờ cúng này đều giúp ông bà tổ tiên thần Phật thấu hiểu được mong muốn cũng như thỉnh cầu của gia chủ, phù hộ độ trì che chở cho gia chủ cũng như các thành viên trong gia đình, được an bình, khỏe mạnh, may mắn và công việc làm ăn kinh doanh, hanh thông. Không chỉ thắc mắc về việc có nên thắp hương hàng ngày hay không, mà nhiều gia chủ còn rất cẩn thận trong việc ghi nhớ những lưu ý quan trọng khi thắp hương hàng ngày. Theo đó, để việc thờ cúng đảm bảo sự linh thiêng thành kính, các gia chủ nên lưu tâm một số ý quan trọng như sau. Tùy theo phong tục của từng vùng miền, như vùng Nam Bộ, người dân thường có thói quen thắp hương cho từng gốc cây hay nóc nhà, với quan niệm mọi vật trên đời đều có đời sống tâm linh riêng của nó. Bên cạnh đó, nếu nhà có cổng thì sẽ thắp hai cây hương ở hai bên cổng, trước nhà có nhiều cây xanh sẽ thắp một nén hương ở gốc cây lớn nhất. Gia chủ nên kỹ lưỡng trong việc chọn loại hương sạch, không sử dụng hóa chất, phụ gia để thắp lên bàn thờ ông bà tổ tiên, đồng thời không nên thắp liên tục với số lượng hương lớn và không đóng cửa khi đang thắp hương để mùi hương có thể được lan tỏa ra ngoài không gian. Khi thắp hương, nếu không thể cúng bằng các bài cúng hay như thầy cúng hay sư thầy trong chùa, các gia chủ có thể tự cúng nôm bằng tấm lòng thành kính của mình. Theo đó, những mong ước nguyện vọng của gia chủ đối với bản thân cũng như các thành viên trong gia đình sẽ được tấu trình lên các vị thần.
Do vậy, không nên chỉ vì không biết cúng mà gia chủ chỉ thắp hương để đó mà không có lời báo cáo trình bày với các vị thần, như vậy sẽ là một thiệt thòi rất lớn. Quý vị thân mến, việc thắp hương hàng ngày dâng lên ban thờ thần tài là một nét đẹp trong văn hóa bản sắc của dân tộc Việt Nam. Nó không chỉ thể hiện tấm lòng thành kính của gia chủ mà còn gửi gắm niềm hy vọng về một ngày mới may mắn, một cuộc sống tốt đẹp hơn so với những ngày đã trôi qua. Và Diễm Quỳnh hy vọng rằng những thông tin mà chúng tôi vừa mới chia sẻ sẽ giúp ích cho tất cả quý vị. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã khép lại. Diễm Quỳnh cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã quan tâm lắng nghe. Xin mến chào!